có được lượng nước là 80, lượng nước là tối đa lên 6 có tiền lờ. Máy đang bơm hút một cát con. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.